Thưa quý vị và các bạn, vầng trăng là một hình ảnh quen thuộc trong các sáng tác văn học nghệ thuật từ xưa đến nay. Bởi trong cảm quan của người nghệ sĩ, trăng không đơn thuần là một nguồn sáng trong đêm, mà trăng còn là một hình tượng nghệ thuật độc đáo. Ánh trăng đôi khi trở thành một người bạn tri âm, là ánh trăng thề trong những lời hò hẹn. Và trăng đôi khi cũng trở thành một vầng trăng khuyết của những đôi lứa yêu nhau không vẹn toàn. Ánh trăng xuất hiện trong những câu hát lúc ngọt ngào, lúc tha thiết, lúc nặng trĩu nỗi niềm một cách rất là gần gũi. Rất nhiều làn điệu dân ca xứ Nghệ được cất lên từ ánh trăng chiếu rọi. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng hòa vào những cảm xúc của ánh trăng với những giai điệu và lời ca trong chương trình Về miền ví dặm. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng cảm nhận. Từ những đêm trăng đến những cánh đồng, ruộng lúa, những lúc chèo thuyền, vượt núi, trèo non, những câu hát dân ca xứ Nghệ vang lên đầy hóm tình thông minh mà vô cùng sâu sắc. Biết bao đêm trăng dệt hà với sông Đình, các cô gái chàng trai trao nhau ba câu hát. Dưới những gốc ca bên nước, tình cờ ba cuộc gặp gỡ gái trai, họ ướm lòng nhau bằng những câu dân ca mà ông bà truyền lại. Để cũng có khi họ tự nghĩ ra để cất lên một câu hò để thăm dò tình ý đối phương. Từ những câu hát sao xuyên độc đáo, ý nhị và sâu sắc nhất, biết bao trai gái đã thành đôi. Đối ca nghệ tĩnh có thể được cất lên từ hai người, một nam một nữ, hay tốt nam tốt nữ, hoặc phường này phường kia, do hoàn cảnh thực tế của cuộc đối đáp. Khảo sát chung về dân ca ví dặm sẽ nhận thấy hát đối khá phổ biến trong các làn điệu của dân ca ví dặm. Và một điều khá thú vị, đêm trăng sáng là chất xúc tác để có những làn điệu dân ca hay ra đời, biến tấu thêm những bối cảnh khác. Với em sơn cung thủy ở tận, em nói với anh nguyệt khuyết sao băng, đôi ta như rồng lượn trong trăng, dù có xa nhau đi chăng nữa em vẫn quyết khăng khăng đợi nhau. Vậy mà vì sao anh không về khi trăng thề con đò, ngày thì trong nhà sáng ngoài ngõ, đêm em tựa cửa chờ trăng. Nó biết ta không, nhìn trăng lòng dạ hẻo hon, anh quên lời hẹn thì trăng tròn với ai. Hồng, Hồng ơi! Anh Lam! Anh về đó ư? Hồng! Anh Lam!
anh lang, chưa trăng lên đến đỏ rồi tê răng anh đi trời xa cũng có một vầng trăng, khi khuyết khi tròn, trăng tròn trăng khuyết. Có một vầng thắm trong anh bao nỗi nhớ thương giá diệt. Muốn gửi về em phương trời cách biệt văng vặc một vầng trăng vành vành trái tim mơ yêu. Chỉ có trời đêm mà mỗi sớm mỗi chiều trăng thổn thức, trăng khát khao chờ đợi. Nhớ đêm chia tay em nhìn lên mái lùi, trăng lên đến đó rồi tê. Nói đi anh, sao cứ mãi làm thinh? Tay điều lá bứt cành, ngượng ngùng tìm mái tóc. Chỉ ngân ấy thôi mà em đợi em chờ, mòn vẹt vầng trăng canh khuya gà gầy, gói nỗi nhớ thương vô tròn đào ngày. Trăng khuya trăng tròn em mãi gọi tên anh. Nói chung dân ca nghệ Tịnh Minh phần lớn là hát theo ngẫu hứng trên nhiều cái không gian. Vì không phải là cái điển hình cho cái giao lưu có hỏi, có đáp, giao hoặc chào hoặc hỏi, hát mời bên nam sang bên nữ sang bên nam. Cái hay ở đây là cái cá từ. Trong cái tình huống đó và trong cái tính cách hoặc là tâm trạng của nhân vật đó, anh phải hóa thân vào đó. Trên cơ sở của cái chất liệu, của cái điều vị hoặc là điều dâm hoặc là hò này, anh mới sáng tác, cải biến, phát triển. Cái thể hát đối này thì để nó tải được một cái nội dung. Nhiều nơi sử dụng, nó chỉ ví không thôi, đối ca ví không thôi, hoặc đối ca dâm không, hoặc đối ca về không. Cho nên khi xây dựng một tiết mục đối ca, dân ca đó, thì phải chú ý đến cái chuyện màu sắc. Có khi vào đầu là một đôi nam nữ hát đối đáp với nhau, nhưng thứ hai là có khi hai người cùng hát, thứ ba có khi là cả một cái tập thể nào đó để trở thành một bức tranh đối ca. Còn riêng về lời ca, trong các cái đối ca mà, thì cái thú vị nhất là phải có kịch tính của câu chuyện. Thì tác giả viết lời là quan trọng. Một điều dễ dàng nhận thấy là ca từ trong hát đối của ví dặm xứ Nghệ thường là những vần thơ cô đọng, súc tích, dễ thuộc, dễ nhớ, dễ hát. Cũng có khi những câu hát đối đã nuôi lớn tâm hồn và chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng. Và ánh trăng luôn xuất hiện trong những lời ca, như đêm trăng phường tài, đêm trăng nước ngược, nhớ người em đứng trong trăng, như một nhân chứng cho những lời hẹn ước. Cũng từ những cuộc hát đối ấy mà tỏ tình ướm thử lòng nhau, để rồi nhắn tàn thử lòng chung thủy, nhất tâm đại đàn ra đời. Tình yêu người xứ Nghệ đã vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách để cùng nhau giữ trọn lời thề.
ngân nghiêng vì dằm, trong ngân ma chặt mặn sâu thẳm ma bánh ma. Anh là con thuyền trắng chờ đây khoang vì dằm, qua thác gánh mưa nặng bao trong đụng nhục vinh, qua thác gánh mưa nặng bao trong đụng. Vì dằm ơi, không chỉ náo mình sau lũy tre làng, khung cười nhỏ luống dâu xanh đời nông tầm kéo kèn, gọi bạn mình ơi những đêm trăng hò hèn. Câu ví dằm ngân lên con thuyền rời bên, mang trí tuệ quê hương tâm hồn, người nghề làm hành trang vừa sóng gió thùng trời, mang khát vọng tình yêu của bao đời người nghề, dẫu có ngàn lần để dấu bề, ta sẵn sàng tâm thế để vươn xa, gìn giữ nâng niu câu hát quê nhà, là giọng nói của cha, tiếng ru hơi của mẹ, gửi đến mọi miền năm châu bốn bề. Con thuyền quê hương chờ niềm tin tình yêu và khát vọng, bay cao ngân xa biển trời lông lồng, nguồn mạch xanh trong thuyền thống bao đời. Vì dằm gọi bạn mình ơi, vươn tay lại ta vươn khơi, lời bạn khô là lời non đường, khát trừ đồng tâm dồn lên phía trước. Câu hát quê hương hoa nhịp nổi toàn câu. Thưa quý vị và các bạn, người dân xứ Nghệ dùng câu hát để nói lên tâm tình, mượn ánh trăng để gửi gắm những tâm tư tình cảm còn cất giấu trong lòng, gửi gắm những khát khao rời non lấp bể. Bác Hồ, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, cũng đã bao đêm trăng đi nghe hát phường vải, hòa vào những giai điệu và lời ca, cảm nhận nỗi đau mất nước, đau đáu với những trăn trở của người cha, nỗi niềm của người mẹ. Để rồi từ đêm trăng kim liên đó, người đã ra đi tìm đường cứu nước khi tuổi đời còn rất trẻ. Trăng kim liên luôn dõi theo, sưởi ấm trong tâm hồn của người lãnh tụ, để rồi 50 năm sau, người trở về như vầng trăng chiếu rọi trong đêm đen nô lệ. Gọi người ơi về đi
xưa giữa mùa sen nở, thương chốn quê nghèo mái cọ bờ tre. Khung cười thôi đưa dệt cả đêm hè, bên cạnh vòng trăng soi từng rời tơ gờ rồi. Vòng trăng ngất lên giữa cao xanh vời vời, xua hết màn đêm biển trời rạng rồi. Trăng lang sen trăng của mọi miền ở quê. Tỏa sáng lung linh không gợn chút mây, mặt trời Âu người tìm hình của nước, trăng xưa người thổn thức nhớ trăng quê. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi ngắm ánh trăng hẹn thề trong những câu hát giao duyên. Sự kính trọng biết ơn với vầng trăng lãnh tụ luôn soi sáng tâm hồn người Việt trong chương trình Về miền ví dặm của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng ta cùng yêu hơn những câu hát dân ca ngọt ngào, sâu lắng trong cuộc sống của người dân xứ Nghệ. Và đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.